này hỏng quá này ta. Rồi. À, một đầu chìm một vùng nổi nè. Trời ơi. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em xin mến chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay em đi, tiếp tục đi dỡ lờ cô chú anh chị ơi. Em hôm trước em đặt cái con kinh này quá trời trúng luôn. Hôm nay em sẽ quay dỡ mấy cái lờ rồi đã. Em đặt cái con kinh này cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Cái đường đi vô chỗ này rất là tùm của chú anh chị. Ở đây người ta trồng cỏ nuôi bò với lại ở đây hoang vu lắm. Cái này là em đặt 2 đêm. Đây, cái này em che lại. Có gì không đây nữa. Hôm trước chúng quá chứ chúng. Có cá sặc không của chúng kia. Hai con cá sặc. Em mới thấy có một con tôm chết. Qua bên cống chắc được. Tại này ngoài. Cái chơi chết bự. Không có thằng cá chê luôn. Chết bự quá trời bự. À, con cá lóc hai cái trên con cá lóc nữa. Để em làm cái gán lại mới được. Cá chê chết cũng bự. Hai cái trên con cá lóc. Cá chê chết nó bự hết sức bự. Nó kẹt chứ trong cái lưới nó quăng uổng hết sức uổng. Dê này chắc nó vô hồi tối hôm qua bởi vì nó sình luôn. Uổng hết sức uổng. Giờ em gỡ nó ra mới được. Nặng cái nãy nó trúng thiệt của chú chị. Tưởng là không có. Em nhìn ba con cá chê thêm con cá lóc nữa. Mà chết con cá chê bự uổng quá. Đây, đây. Cái này hỏng quá nha. Cá lóc rồi coi chứ anh chị ơi. Dính cỏ. Còn cá lóc thì còn luôn, mập thù lụ luôn. Em nên đổ vô trong cái vỏ thôi. Hôm nay vợ mới có mấy cá mà được hai con cá lóc to à. Quá vui luôn. Chỗ này không biết rau nhút hay rau gì em cũng biết nữa mà thấy nó giống y hệt rau nhút vậy. Cái này ta nói là, gọi là rau nhút châu hay gì này cô chú anh chị. Không biết em có nhìn lộn không nữa. Y hệt rau nhút luôn. Cá sặc không à. Năm con cá sặc. Cái con kinh này mà em được đi cặp mé bên đó của chú anh chị là rất nhiều chỗ đặt luôn mà bên đó không có đường đi. Em đặt khúc đó đầu đó con cái với lại chỗ này con cái nè. Cá nó mới ụt quá trời bự luôn. Cá thắt lát. Quá trời chỗ này cá ụt. Chỗ này mà đi câu chắc đã lắm ta. Hai cái này sao hỏng gì ta. Ai dở rồi gì nè. Hay là cá vô cái chìm đầu đó luôn. Có ta dở luôn chú anh chị ơi. Ta dở mà nó không lấy là được rồi. Ta dở lên ta coi nha. Yeah, chỗ mình lúng không ta. Chìm một vùng nổi nè. Trời ơi. Quá trời. 4 con cá lóc luôn. Trời ơi. 4 con cá lóc luôn cô chú anh chị ơi. Quá đã. Con còn nó bị vô nó quậy quá nó bị thương tích nè. Hồi giờ em nên
cho vô vỏ thôi, nó vô quậy quá nó chảy da hết rồi. Cái mới thì dở đúng ham luôn cô chú chị. Trời ơi, dở cái 4 con cá lóc. Nghe thì chứ. Ai được cái nào như cái đó cho em sướng. Ôi cái này đầu nổi đầu chìm nữa nè. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm quá. Biết lắm mà đầu nổi đầu chìm là có à. Cá lóc nữa. Trời ơi, nay trúng mánh cá lóc rồi. Ôi vui, đã thị chứ. Trời ơi, nay đã thiệt. Cái kia 4 con, cái này 2 con là 6 con rồi. Quá đã luôn. Giờ chở vô vỏ tiếp tục. Yeah. Tiếp tục cái này coi nó sao đây. Đặt mà có cái đầu là đầu nổi đầu chìm là hay có cá bự vô đó. Này cái này lội xuống này. Không có luôn trời. Công nhận chỗ mà đặt có rồi cái đặt lại không bao giờ có con nào luôn. Ây da. Tiếp tục cái này được chưa anh chị ơi. Chỗ yên quá mà đặt không có chưa. Thôi cái này có cá chê. Rồi hai con. Hai con cá chê. Rồi. Hay là cái nào cũng như cái này nha. Hai con nha. Vui hết cô chú anh chị. Khu này em đặt 6 cái mà được có 2 cá chê đó. Mà dở 5 cái rồi với lại mới cá sặc. Hôm qua em đặt cái này em bỏ cái gỗ trồng lên mà ta sao nay nó văng ra ngoài rồi, mấy cá quậy tung ra ngoài luôn. Cá sặc chết nhóc. Đóng cá sặc đi. Cua vô là thấy gắt rồi đó. Sặc nó dính tùm lum hết trơn. Đóng cái sặc luôn của tướng gì á. Giờ mình đi cầu chuối nè. Dạ cái là chuối nhủi luôn á. Là cầu chuối á cô chú anh chị. Này nước cạn quá. Có cá sặc gần nữa nè. Hai con cá sặc gần luôn. Rồi vô con cua nữa nè. Hai cá sặc gần luôn. Sặc gần này mà được nhiều phơi khô chú anh chị. Ngon. Không phải về mua xả gì. Khu vực này em đặt con cái mà không biết sao đây nè. Đây nước cạn quá. Rồi, con cá lóc nó nằm im ghe luôn. Đừng con cá lóc mà nó nằm im ghe. Nó làm như nó không biết gì vậy. Con cá lóc phải vui vậy cô chú anh chị. Không có lương. Phải có con lương em về cho bé Bi với ông nội có món ngon. Cái này sao tại vì cái con kinh này nước nó kiểu nó không được xanh xanh của chú chị, nước nó hơi đục. Cá sặc không, cá sặc gốc Pháp. Mấy cái lùm lùm bụi bụi kiếm ếch. À, nói có ếch thiệt. Nói lên thì chứ. Ếch bự hết sức bự luôn. Tại đây có cái lùm đây này cô chú anh chị. Vậy là được con ếch. Đã thiệt.
Hết rồi to nha. Chỗ này vậy chứ nó càng xèo à. Sang chỗ đầu cống luôn. Đó, có cá lóc rồi đó. Còn cá lóc nữa. Bữa nay cá lóc gồi gồi vậy không à. Đã thiệt. Chỗ này nữa. Mình phải ra tới ngoài ngoài nữa. Nếu dở được. Đây là một căn cống luôn. Này. Chà. Có đầu chìm rồi của chú anh chị ơi. Thôi rồi cá chê. Con cá chê mới làm đầu chìm luôn. Cá chê với ốc bu. Pháp, cá sạch. Mình còn có 4 cái nữa là hết rồi. Về nhà hôm nay chế biến món ăn cùng với mẹ mới được. Bắt con gắn gì cá này em thả rồi chú anh chị, nó đã vô nó gách lưới trơn luôn mà. Xong em dở tiếp. Cái này là cái cuối cùng của chú anh chị á. Giờ cái này về nữa cái mẹ đi bán mớ còn mớ để lại với chế biến món ăn. Trời ơi con lươn nó chết uổng trời. Sẽ hỏng rồi chết chết ta. Ủa sao chết kỳ ta. Có ai xịt cười. Này có ai xịt à. Quắc luôn. Đường ngon sức mà chết trời trời. Đường hướng chào ở đậu rồi. Lương của em đặt hỏng sao chết trời. Cô chú anh chị bà bạn xem em đặt 2 ngày. Giờ có người dặn 2 con cá bự. Giờ mẹ em mặn cái mẹ em giao cho người ta. À, dạ nặng quá trời mẹ ơi. Trời ơi 5-6 kg lên cô chú anh chị. Một đống cá luôn nè. 2 ngày của em á. Hả? Mẹ chào cả nhà cái mẹ. Xin chào cả nhà. Bây giờ mẹ mặn. Giờ người ta mua cá là mượn mặn giùm cả nhà ơi. Được rồi. Nó con này mẹ mở này ra ngay. Con tay con cầm á. Kỳ. Hai con này nó quậy dữ lắm. Chiều nay mặc cá chê không ấm mẹ. Nó cái con cặp méo đó đó. Đúng rồi. Dạ. Nó là con bông này nè. Con này nè. Con này. Con đó. Con này nè. À mẹ bụng coi con có tay. Thôi để con buộc cho.
Mua hai con hả? Ừ. Nặng tới kinh không muốn không nổi rồi. Gọng lại thôi. Bà Lan mua không? Không mua là mời mẹ đi ra chợ bán mẹ. Để buộc cho mẹ tắt máy buộc cho. Được hai con cá sặc rằn. Cá chê còn nhiều lắm. Này màu quá trời vậy. Mời cái mẹ đem ra chợ bán bớt chứ tối sớm mà ăn cũng có mấy người mua lắc nhắc tự thợ giờ bán cũng cho cô ba rồi cho bà Út nữa, cô chú anh chị. Được trăm mấy nè. 135.000. Còn đó còn nặng lắm á, nhiều lắm luôn. Giờ con lạc con xuống mẹ hồi cái nam mẹ bầm này đó để chim cá. Sao không thấy con mò nó tiêu quá trời. Tại có bé Vi ở nhà là cái công việc này là của bé Vi nè, bé Vi đi học cơ chưa về đi kiếm việc đây. Vi phái là bông súng. Phái lột lắm ở cái nhà. Đây là bữa nay là mẹ em kho mắm của chú anh chị. Kho mắm là bữa nay mặn là 4 ngớp. Mấy con cá chơi, con hai con cá lóc. Thì cá sặc rằn. Ngồi phanh tay. Ngồi lễ phép ha. Tại con mắm mà được bó cái này cù nào nè. À. Vậy con súng à. Con xác thịt mẹ gửi rau nha. Con xác thịt. Con xác thịt 2 vậy đó. Thì kho mắm là mình phải xác mỏng mới ngon. Mẹ chim cá biết mà. Mẹ biết mẹ nấu cơm. Bắt nó ngay ngay cái đầu nó bỏ à. Chảo nóng mà chảo muốn dầu luôn. Chảo nóng cho thử. Đây là một chim sơn. Ừ, chim sơn. Chim cá này có trứng. Xới cơm xong là cái nồi nước sôi là mình được mắm. Được mắm luôn. Cơm ngon. Quá trời sôi. Sôi được mắm. Nhạc nhà hàng xóm lên quá trời lên rồi mẹ. Dạ. Chứ đang tẳng tẳng từ giờ đó. Cái này là mắm hai thứ mắm. Hai thứ mắm. Không mới không về hả? Không mà cô chú không về, thứ nào không có về.
Rồi em quên rước về về cái mồ hôi mồ hám rồi. Sớm vậy chưa, 4 giờ mà. 4 giờ chưa? 4 giờ. 4 giờ 20 thầy tám mới hả? Hả? Thôi con thay đồ đi. Rồi làm không quên coi mồ. Giờ là được bấm rồi, giờ là bắt cái nồi lên cái mình cháy thịt. Cháy xả rồi bỏ thịt vô. Dạ. Nửa xong nóng mình cho một chút dầu vô. Quá trời khói. Giờ mắm nó sôi lại rồi, giờ mình cho cá với ếch vô luôn. Này nồi kho mắm khổng lồ luôn. Không dằn. Khổng lồ luôn. Giờ cá nó cũng chín rồi nè, niêm. Hạt niêm, đường, bột ngọt. Mắm nó mặn rồi mình không có cho muối xả bầm vô. Giờ mình cho chút xíu xả bầm vô. Rồi giờ mình bỏ cà vô nữa là mình nhắc xuống được mà. Ừ, giờ mình nêm xong bỏ cà vô. Cà mà gục quá không ngon. Cà nhìn thấy ngon chứ nè, ngâm chanh nó trắng tươi rồi. Lục bình đó mà nói gì người ta được thuốc á, thấy bông lục bình về đi xịt thuốc coi không nguy hiểm. Tại em thấy em có chỗ xịt chỗ không nhưng mà không dám thấy đi ta mới xịt đó mình không dám. Mới xịt. Vậy. Thôi trời. Quý vị và các bạn ơi, món cá kho mắm mà em đã kho chín rồi, em cùng gia đình mời cô chú chị và bạn con cùng với lại gia đình ăn nha. Mời quý vị quá dùng cơm gia đình mình nha. Mời cái nhà dùng cơm gia đình mình nha. Bà của chú cũng con, mời cái nhà cũng với con. Giỏi, xin con. Nuốt đi con, rồi lát bà cho ăn. Đi lên lát bà cho con ăn. Thì con chú. Lát đồ cho Vi nha. Đây. Đi đi con, đi lên bà cho ăn. Vi kìa, có rồi. Chắc chanh mới ngon, mắm con không chắc chanh ăn không ngon, chắc chanh ăn đã. Quên quên nó chanh cho bạn. Bóp cho cái bịch chặt. Chặt, múc cho con miếng nước chấm gì nha. Ừ, ngon. Không chấm hả? Nhấm đại không có gai đâu, nó chưa dặn. Ủa, có kho cà không? Có cà bên đây rồi. Bên đó cá mà bên đây nè. Cá mềm. Có cá lóc bên đây nghe nè. Cá lóc bên đây. Quá. Có ăn gì con? Cà hả? Gì nào gấp chứ? Trứng hả? Chú gấp chít mà thấy hay thiệt chứ. Có chút chít nè. Mời mà cua con đặt con rộng không gãi mẹ. Mời bán cá để tiền cá nó mua xương heo á. Cái con mẹ nấu nấu bún riêu cũng cả ký cua rộng ngày cũng giòn giòn rồi cũng cả ký bún riêu cua đồng mẹ bún riêu mẹ bún riêu thì ăn bún riêu quay vậy có hả có ăn đỡ được hả có ăn được hả có ăn được kìa hả đi lốt. Thiếu muối ớt mẹ. Ừ, thiếu muối ớt. Em nhầm muối ớt. Vì phải ớt lắm. Thấy nó thiếu thiếu gì. Thiếu muối ớt.
Ồ, mẻ thơm. Ừ, mắm cái mùi ôm thơm. Dạ. Cái mùi nó phát hiện kìa. Cái mùi mắm nó có mùi. Mùi dễ bụi quá trời luôn. Vậy. Bớt rồi. Cho bớt rồi. Tao lên lần. Bớt nhiều không? Cái luôn này chị có nói chút xíu ăn cơm. Nãy cho rồi đó. Cái gì hắn nói vậy? Bé Lu. À bé Lu hả? Cô đang bắt Vi, nghĩ vợ với Vi gì? Nãy ngồi nằm giường, leo lên giường luôn. Nằm giường ngồi. Thương không? Cá ốc này nó có trứng, còn xúc nó tiêu rồi. Nãy nó gửi thấy có cái trứng. Cá, 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 cái gì vậy? Cá chốt. Cá chốt. Cơm rậm là kêu là món món ngon cái bé đi với anh nội không? Cái này đặt trúng quá vậy chúng. Sao không nổi luôn hả? Nó không nổi. Cái giống cái sọc rèn này. Dạ, đúng có rồi, hai sọc rèn, nó còn nhỏ. Tự nhiên đâu đi lạc vô trong cái lạ lắm lạc ở trong kia đặt trong tiểu cần đó đựng con cũng trọng lắm con là nhỏ nếu mà gọi béo cũng nặng chứ sớm dính lương mà lương bự xíu ngoài chết ủng quá à. Có dính gắn gì cá nữa mà thả thả như đừng có chết con đi vô mắm đi hết đi nha chúng cái món ưa nữa chúng nắng thả về mẹ không mặn đâu à. Đường dám mặn nắng không dám mày vô rồi nó mới có thịt ngồi cá xương không hả chưa vô mới có thịt ngồi cá xương không không biết đâu được một tên gùi. Đâu. Hỏi đâu nữa. Có bụng mắm là có nó. Tính ra chắc cá dê được mắm ngon hơn cái cá lóc này. Ngon hơn nhiều. Béo hơn. Thì béo. Béo. Tính ra thịt nó nhiều hơn. Lắp rồi giữ hấp đầu kho non chua nướng cá chơi này á mà mình nướng thì không ngon béo nghe nướng nướng mở chạy xèo 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 á mình ăn cái vậy á mình ăn nó tốt hơn nha tốt hơn ăn thịt nhiều quá chứ càng ngon quá càng gì chín trái gì ngon
quá ăn người trẻ người. lâu quá trời lâu quá, không ăn cá không mắm tại ba bệnh á, ba cũng ít ăn không mắm. Năm nhà không coi trúng bánh này. Đuôi trúng bánh không đi không à, chắc rộng rồi trúng mấy cái đuôi ếch á. Trúng bánh được mấy cái đuôi á. Nói chứ con, cô chú chị và bạn ơi, bữa cơm của gia đình em hôm nay đã kết thúc. Một lần nữa em cùng với mẹ, Huy và cha rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra xem video. Em xin thay mặt gia đình cảm ơn cô chú anh chị và bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn vào video theo. Bye bye. Bye. Mà cô chú hẹn lại nó chứ sao con trời mới. Trời ơi, bây giờ cũng qua Tết thì con cũ. Con chúc ông bà cô chú năm mới sao đi. Tết chứ. Tết rồi. Hả? Còn không? Con cứ chúc. Chúc đi. Chúc muộn. Rồi, chúc muộn đúng rồi, chúc muộn. Rồi thanh tay chúc. Thanh tay chúc. Chúc và cô chú sống lâu trăm tuổi, thật nhiều sức khỏe, dồi dào ăn lành. Rồi hay quá, cho Vi chồng vào tay luôn, hay quá. Rồi thịnh vượng nữa cho. Thịnh vượng bên có bên cầm.